Thưa quý vị, 300.000 binh sĩ không phải là con số hiện đang có mặt trong hàng ngũ của quân đội Kiev, mà là số lượng quân lính đã sang thế giới bên kia chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây. Tức là trên chiến trường, cứ đi tầm 100 mét thì sẽ gặp vài cái xác nằm la liệt ở đâu đó. Điều này đang là tín hiệu báo động đe dọa quân đội Ukraine khi mà nước này đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Thêm vào đó, tại tiền tuyến, may mắn vẫn chưa mỉm cười với chính quyền Kiev. Thậm chí họ còn đang bị bất ngờ vì bị quân đội Moscow đánh úp lúc nào không hay. Còn trong một diễn biến liên quan khác, cựu Tổng thống Donald Trump đang gặp những rắc rối lớn trong những vụ kiện lùm xùm gần đây, báo hiệu con đường tái đắc cử Tổng thống Mỹ của ông ấy vẫn còn xa vời vợi. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Nga bất ngờ đánh úp vào vùng chiến lược mà Ukraine không ngờ tới, 300.000 binh sĩ sang thế giới bên kia. Tiền tuyến tại Ukraine cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là tại khu vực Bakhmut. Địa điểm này là nơi giao tranh ác liệt kéo dài nhiều tháng vào nửa đầu năm 2023 và gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Theo Kiev Post, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở khu vực Bakhmut. Kromov, nơi mà Nga gọi là Artyomovsa, nằm ở ngoại ô phía tây của Bakhmut, một thành phố mà Nga đã kiểm soát được vào mùa hè năm ngoái sau loạt trận chiến kéo dài nhiều tháng. Ngôi làng này được Nga thâu tóm nhờ quân đội và sự hỗ trợ bởi hỏa lực phòng không và pháo binh. Theo hình ảnh vệ tinh, làng Kromov nằm ở rìa phía tây Bakhmut, gồm vài con phố với vài chục ngôi nhà trước cuộc tấn công của Nga. Ngôi làng có dân số trước xung đột là 1.000 người. Việc kiểm soát ngôi làng nhỏ này là một bước tiến triển cực kỳ quan trọng, tượng trưng cho sự chuyển hướng của quân đội Nga sang cuộc tấn công ở khu vực Bakhmut. Quân đội Ukraine đã cạn kiệt sức mạnh trong một cuộc tấn công ác liệt và tập trung gửi lực lượng dự bị sẵn có đến khu vực Avdiivka, nơi tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine đang rất khó khăn. Vì vậy, đâu sẽ là lợi thế cho Nga, và quân đội Nga đã lợi dụng điều này và tấn công vào nơi mà có đối thủ không ngờ tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc giành được Bakhmut sẽ mở ra mặt trận và cho phép quân đội Moscow đạt được những tiến bộ đáng kể hơn nữa. Đây sẽ là bước đệm cần thiết của Nga trên con đường tiến công đến các thành phố quan trọng khác như là Slovyansk và Kramatorsk. Bakhmut và các vùng ngoại ô của nó đã bị phá hủy hoàn toàn sau nhiều tháng pháo kích và giao tranh đô thị không ngừng nghỉ. Cách đó 50 km về phía nam, quân đội Nga cũng đang tiếp tục với mục tiêu Avdiivka, tăng cường hỏa lực và không kích vào khu vực này. Được mệnh danh là pháo đài tiền tuyến của Nga ở khu vực Donetsk. Theo hãng tin AFP, mặc dù các chiến tuyến hầu như là không thay đổi vào năm 2023, nhưng giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng. Trong đó, thị trấn công nghiệp Avdiivka gần như bị quân đội Nga bao vây là điểm nóng mới nhất. Oleksandr Stupun, phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết, Moscow đã tăng gấp đôi hỏa lực pháo binh và không kích. Họ cũng tăng cường các cuộc tấn công của bộ binh và đang sử dụng xe bọc thép. Lực lượng Nga đã thực hiện gần 20 cuộc không kích, phóng 4 tên lửa, tổ chức 5-6 đợt tấn công và bắn hơn 1.000 quả đạn pháo vào khu vực. Ước tính trong 6 tháng kể từ khi Kiev tiến hành tấn công các tuyến phòng thủ của Nga. Theo ông Alexei Arestovich, một cựu trợ lý của Tổng thống Zelensky xác nhận, quân đội Kiev đã mất hơn 300.000 lính trong cuộc phỏng vấn qua video trực tuyến với nhà báo Julia Lanadnina hôm 1 tháng 12. Ông nói thêm, việc huy động toàn lực ở Ukraine, chuyển giao vũ khí của phương Tây và triển khai lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Chỉ huy Ukraine đã không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Những hành động tuyệt vọng đó chỉ làm tăng thêm tổn thất cho lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, quân đội Kiev đã suy thoái đáng kể, trong khi lực lượng Nga thì đang có được vị trí thuận lợi hơn và mở rộng kiểm soát trên tất cả các mặt trận. Giờ đây, đến chính bản thân của Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, chiến dịch phản công của nước này không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tổng thống Zelensky đã nói với hãng tin AP ngày 1 tháng 12 rằng, "Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi đang chiến đấu với quân đội mạnh thứ hai thế giới. Chúng tôi muốn kết quả nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không đạt được kết quả như kỳ vọng." Ông ấy giải thích, điều này một phần là do Ukraine không được nhận đầy đủ vũ khí và kịp thời những vũ khí từ phương Tây. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố, hiện giờ không phải là lúc đàm phán với Nga và nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Giới chức Nga cũng cho rằng,
hiện không nhìn thấy triển vọng hòa đàm với Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm. Đến nay, chúng tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào từ Ukraine hay là các đối tác của họ sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1 tháng 12 phát biểu: "Nếu để ý những gì mà lãnh đạo NATO và EU nói, các vị có thể thấy mục tiêu duy nhất của họ là phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bởi nếu Ukraine bị đánh bại, đó cũng sẽ là thất bại của toàn châu Âu." Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga không thấy bất cứ lý do nào phải xem xét lại các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump gặp rắc rối lớn, con đường tái đắc cử trở nên gian truân. Một tòa phúc thẩm ở Mỹ hôm 1 tháng 12 đã đưa ra phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đối mặt với các vụ kiện dân sự về vai trò của ông trong vụ bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hội đồng của tòa phúc thẩm Mỹ khu vực quận Columbia tuyên bố ông Trump không có quyền miễn trừ khỏi cáo buộc hình sự đối với các hành động mà ông đã thực hiện khi còn là Tổng thống, đồng thời loại bỏ nỗ lực hủy vụ án do luật sư đặc biệt Jack Smith đưa ra, cáo buộc ông đã có những hành động bất hợp pháp nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 của mình. Có lẽ phán quyết này sẽ khiến ông Trump phải đối mặt với các vụ kiện từ các cảnh sát ở Điện Capitol và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đang tìm cách buộc ông phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực của những người đã ủng hộ ông trong cuộc bạo loạn nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Vụ án là một trong hàng loạt thách thức dân sự và hình sự mà ông Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 phải đối mặt. Thế nhưng, quyết định chỉ tập trung vào việc liệu ông Trump có thể bị kiện hay không và không đề cập đến mức độ của vụ việc. Thẩm phán Tania Chukan đã viết trong phán quyết của mình: "Dù một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ, nhưng Mỹ chỉ có một tổng thống đương nhiệm tại một thời điểm và vị trí đó không mang lại quyền miễn trừ suốt đời. Vì ông Trump là tổng thống đương nhiệm và là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự, nên phán quyết của thẩm phán Chukan là phán quyết đầu tiên của tòa án Mỹ khẳng định rằng các tổng thống có thể bị buộc tội như bất kỳ công dân nào khác." Về phía ông Trump, một luật sư lập luận rằng bài phát biểu trong vụ bạo loạn thuộc trách nhiệm công việc chính thức. Ông đã đưa ra lập luận miễn trừ tương tự trong vụ án hình sự liên bang cáo buộc ông âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Thế nhưng, thẩm phán đã bác bỏ điều đó. Người phát ngôn của ông Trump hôm 1 tháng 12 gọi phán quyết trên là hạn chế, hạn hẹp và mang tính thủ tục. Đồng thời cho rằng, ông Trump hành động thay mặt người dân Mỹ vào ngày xảy ra vụ bạo loạn. Phán quyết của thẩm phán Chukan đưa ông Trump tiến đến một bước gần hơn với việc phải đối mặt với bồi thẩm đoàn về cáo buộc ông âm mưu can thiệp vào việc kiểm phiếu đại cử tri và cản trở việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Ông Trump đã không nhận tội và cáo buộc các công tố viên đang cố gắng gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của ông. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào tháng 3. Ông Trump có thể kháng cáo ngay lập tức phán quyết này. Điều này có thể trì hoãn phiên tòa trong khi chờ tòa phúc thẩm và có thể là tòa án tối cao cân nhắc vấn đề. Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu đã có chính sách nội bộ là không truy tố một tổng thống đương nhiệm. Nhưng các công tố viên cho biết không có hạn chế nào như vậy tồn tại sau khi tổng thống đã rời Nhà Trắng. Các luật sư của ông Trump đã đưa ra tuyên bố sâu rộng rằng ông hoàn toàn miễn nhiễm với các cáo buộc phát sinh từ các hành động chính thức mà ông thực hiện với tư cách là Tổng thống, lập luận rằng các đối thủ chính trị có thể sử dụng lời đe dọa truy tố hình sự để can thiệp vào trách nhiệm của Tổng thống. Nhóm luật sư bào chữa của ông Trump lập luận rằng quyền miễn trừ của các Tổng thống Mỹ đối với những vụ kiện dân sự nên mở rộng sang các cáo buộc hình sự. Các công tố viên thì cho rằng lập luận của ông Trump về cơ bản sẽ đặt Tổng thống Mỹ lên trên luật pháp, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp. Trong cuộc đua tranh cử vào tháng trước, theo kết quả thăm dò của Bloomberg công bố cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden ở một số bang quan trọng khi cử tri không ủng hộ các thông điệp kinh tế, vốn là trọng tâm trong nỗ lực tái tranh cử của ông Biden. Mặc dù hai ứng cử viên hầu như là có điểm ngang nhau trên toàn quốc, nhưng các bang chiến trường này có thể sẽ đặc biệt quan trọng trong việc mang lại số phiếu đại cử tri để quyết định tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.
51% cử tri ở các bang này cho biết nền kinh tế đất nước sẽ tốt hơn nếu ông Trump lãnh đạo, và số cử tri tương tự cho biết họ sẽ tin tưởng ông Trump hơn ông Biden về nền kinh tế trong tương lai. Ukraine kinh hãi khi mổ xẻ máy bay không người lái tự sát của Nga. Sau vụ tập kích lớn nhất bằng máy bay không người lái của Nga tuần trước, Ukraine đã may mắn có trong tay để mổ xẻ chiếc máy bay không người lái tự sát và phát hiện ra một thiết bị đặc biệt bên trong vũ khí này. Các kỹ thuật viên của một công ty đào tạo và phát triển máy bay không người lái của Ukraine cho biết, họ đã tìm thấy một thiết bị mạng 4G với thẻ SIM của công ty viễn thông Ukraine Krystar bên trong máy bay bị bắn rơi. Theo nhận định của một công ty chuyên trách về máy bay không người lái, Victory Drone rằng, thẻ SIM và thiết bị mạng có thể đã được Nga sử dụng để theo dõi phần còn lại của máy bay không người lái bị rơi. Ngoài ra, nó có thể giúp Nga thu thập thêm thông tin về vị trí để điều chỉnh đường bay của UAV tự sát trong thời gian thực. Vào đêm xảy ra cuộc tấn công quy mô lớn của Shahed, chúng tôi chặn được tín hiệu mạnh từ trên không khi Shahed bay qua các điểm quan trọng. Một số UAV bị bắn rơi được trang bị thiết bị mạng 4G, mọi thứ được gắn vào UAV bằng băng dính. Từ việc quan sát cấu tạo bên trong của máy bay không người lái, các kỹ thuật viên của Victory Drone đã kết luận rằng đây chỉ là các sản phẩm có tính thử nghiệm của Nga chứ chưa phải là phiên bản chính thức của Shahed, và dự đoán phiên bản chính thức sẽ gặp ít lỗi và khó nhận diện hơn. Theo The Driver, Nga có thể đang thử nghiệm sử dụng mạng 4G của Ukraine để điều khiển máy bay không người lái Shahed nhằm làm giảm nguy cơ tín hiệu định vị toàn cầu của vũ khí này bị gián đoạn trong quá trình tấn công mục tiêu. Sử dụng mạng di động để nâng cao khả năng tấn công của máy bay không người lái không phải là một ý tưởng mới. Thế nhưng, Nga luôn giỏi về việc biến những thứ bình thường trở nên vô thường. Vì thế, đây cũng có thể là một chiến mã của họ trong thời gian tới nếu nó hoàn chỉnh. Máy bay không người lái có thể tận dụng dữ liệu di động thay thế hoặc bổ sung cho các liên kết dữ liệu truyền thống. Trong môi trường đô thị, nơi vùng phủ sóng di động rất mạnh, điều này có thể rất có lợi vì môi trường đô thị dày đặc, có nghĩa là các liên kết dữ liệu tầm xa bị hạn chế về phạm vi. Một máy bay không người lái có thể duy trì kết nối thông qua băng thông thương mại của các công ty viễn thông ở bất kỳ đâu trong thành phố. Điều này mở rộng đáng kể tính linh hoạt của máy bay không người lái trong môi trường đô thị. Ngoài ra, việc sử dụng mạng di động 4G có thể giúp Shahed truyền tín hiệu về cho người điều khiển, đặc biệt là với những máy bay không người lái tầm xa như vậy. Từ những tín hiệu này, phía vận hành có thể theo dõi tuyến đường di chuyển của máy bay không người lái, điều chỉnh chúng để lao xuống mục tiêu chính xác hơn. Mặc dù vậy, chuyên gia cũng cho rằng đây cũng là con dao hai lưỡi. Việc gắn thiết bị 4G vào máy bay không người lái có thể khiến cho vũ khí này dễ bị radar phát hiện hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cải tiến máy bay không người lái tự sát trong các cuộc không kích Ukraine. Quân đội Nga gọi đây là máy bay không người lái Geron do họ sản xuất, trong khi Ukraine và phương Tây thì cáo buộc đây là máy bay Shahed do Moscow mua lại của Iran về và sơn lại. Kể từ năm ngoái, Nga thường xuyên nâng cấp UAV tự sát như cải tiến đầu đạn, sơn màu tối để máy bay không người lái tấn công hiệu quả hơn vào ban đêm, tăng khả năng tàng hình của vũ khí trước thềm mùa đông lạnh giá. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.